Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong khi đi phỏng vấn xin việc, anh Tô Hoàng Dũng, sinh năm 1986, đã va chạm với xe tải và tử vong. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 28 tháng 8 tại Biên Hòa. Thế nhưng sự việc trên không chỉ đơn thuần là vụ va chạm, vì theo như camera ghi lại, chiếc xe tải đã dừng khoảng 5 giây rồi tiếp tục đạp ga, cán qua người nạn nhân. Trước sự ra đi đầy đau đớn của con trai, mẹ của nạn nhân khóc đến khàn giọng, liên tục lặp đi lặp lại câu nói, ai nghe cũng xót xa, tôi mất con rồi. Vụ xe tải nghi cố tình cán lên người đã ngã, cướp đi mạng sống của anh Tô Hoàng Dũng, sinh năm 1986, ngụ Bình Dương, hôm 28 tháng 8, đã để lại nỗi đau khôn xiết cho hai con thơ, mẹ già và người vợ nạn nhân. Sáng 29 tháng 8, trong gian nhà quan chùa Vĩnh Nghiêm ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, khói hương nghi ngút cùng với tiếng khóc nức nở của gia đình nạn nhân khiến những người có mặt không kìm được xúc động. Đứng sát linh vị là anh Tô Hoàng Duy, là anh ruột nạn nhân. Anh Duy cố gắng nén khóc, nhưng rồi vỡ òa khi có người nhắc tới em trai mình. Anh Duy nói trong nước mắt, ban đầu em trai của tôi biết tin Dũng bị tai nạn nên chạy đến trước, sau đó tôi nhận tin. Lúc đấy, tay chân như rụng rời, vội báo cho mẹ, và cả hai mẹ con chạy đến bệnh viện mà trong lòng hốt hoảng. Theo lời kể của gia đình, anh Dũng và vợ cùng đi làm nuôi hai đứa con nhỏ. Vì thu nhập thấp, anh quyết định đi phỏng vấn, tìm cơ hội khác. Trên đường về thì gặp chuyện không may. Vụ tai nạn được camera hành trình của người dân ghi lại. Trong đó, xe tải hai lần cán lên người nạn nhân khiến gia đình bức xúc và phẫn nộ. Anh Duy nói, xem clip, nỗi đau đớn càng nhân lên. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật vào cuộc, làm rõ vụ việc và cảnh tỉnh cho những tài xế khác có thể đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Trong nhà quan, con trai của nạn nhân được mẹ chỉ cho đọc từng dòng kinh, chỉ dặn con trong nước mắt, con đọc theo mẹ, cùng cầu nguyện cho cha nha. Đứa trẻ 11 tuổi nức nhẹ, nỗi đau mất cha hiện rõ trên đôi mắt ngấn nước. Bà Đinh Hạnh, sinh năm 1959, mẹ của nạn nhân, luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu nói, tôi mất con rồi. Với bà Hạnh, anh Dũng là đứa con hiền lành, biết lo nghĩ cho gia đình. Chuyện xảy ra khiến gia đình nhỏ tranh vênh vì mất đi trụ cột, nỗi mất mát người thân cùng niềm đau về tương lai trước mắt của con cháu khiến bà Hạnh đau đớn không thể diễn tả. Biết tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ điều tra, củng cố về hành vi của tài xế xe tải. Bà Hạnh thở dài, mong sự việc sớm làm rõ. Bà Hạnh nói trong nghẹn ngào, tôi không biết nói sao, chỉ mong con tôi có thể yên nghỉ. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, pháp luật sẽ nghiêm minh với những hành vi sai trái. Với gia đình tôi, đây là mất mát lớn không thể nào bù đắp. Tài xế xe tải hai lần cán nạn nhân, dấu hiệu tội giết người. Chiều ngày 28 tháng 8, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Cùng với Công an thành phố Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi cố ý sát hại người của tài xế, vụ va chạm giao thông xảy ra ở trên quốc lộ 51, đoạn qua khu vực cây xanh Vina thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, khiến cho một thanh niên tử vong. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ tài xế Đỗ Minh Tân, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bến Tre, là người điều khiển xe tải trong vụ tai nạn. Đêm 28 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa đã đưa tài xế và xe tải gây tai nạn để dựng lại hiện trường. Trước đó khoảng 12 giờ cùng ngày, xe ô tô tải biển số 71H012 do tài xế Đỗ Minh Tân điều khiển trên quốc lộ 51 đi qua đoạn khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa rẽ phải thì va chạm với xe máy do anh THG, 38 tuổi, ngụ Bình Dương điều khiển đi cùng chiều khiến cho anh D tử vong tại chỗ. Toàn bộ vụ việc xảy ra được camera an ninh phía sau ghi lại, đưa lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người phẫn nộ với hành động của tài xế xe tải. Theo camera ghi lại, sau khi xảy ra va chạm, xe tải dừng lại ít giây rồi tiếp tục di chuyển, đè qua khiến cho nạn nhân tử vong. Nhận thấy đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đang được dư luận xã hội quan tâm, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ, báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhìn nhận. Theo clip ghi lại vụ tai nạn cho thấy, tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến cho người đi xe máy tử vong nên sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Tình huống trên dẫn đến tai nạn theo nội dung clip cho thấy. Tài xế xe tải đã thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng dẫn đến va vào xe máy đang chạy cùng chiều. Không dừng lại ở đó, sau khi đâm vào nạn nhân, tài xế xe tải tiếp tục cán qua người nạn nhân.
Đây là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với lỗi thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu của tội danh theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Điều đáng chú ý là vụ việc còn có dấu hiệu của hành vi sát hại người khi người điều khiển chiếc xe ô tô tải này đã hai lần cán quả nạn nhân từ bánh trước đến bánh sau của xe ô tô. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can người điều khiển chiếc xe tải này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy tài xế ô tô tải có động cơ mục đích, biết rõ nạn nhân đã bị ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình lái xe để bánh sau của xe chèn qua người dẫn đến tử vong, thì sẽ chuyển sang tội danh tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cùng là hành vi có lỗi gây ra cái chết của người tham gia giao thông, nhưng nếu vô ý đối với hậu quả nạn nhân tử vong, tức là lỗi vô ý, thì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người thực hiện sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Trường hợp nếu lỗi là cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, đó là hành vi sát hại người. Bởi vậy, trong trường hợp có căn cứ cho thấy tài xế xe tải biết rõ là đã đâm vào nạn nhân đã ngã dưới gầm xe của mình mà không giữ nguyên hiện trường để cấp cứu nạn nhân, cố tình tiếp tục điều khiển phương tiện bánh sau chen lên nạn nhân, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Đây được xác định là hành vi sát hại người. Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng để ô tô cán qua người có thể dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong. Người điều khiển chiếc xe ô tô này biết rõ điều đó, nhưng cố tình điều khiển xe ô tô cán qua người nạn nhân, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của lỗi cố ý với hậu quả chết người xảy ra. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thận trọng, xem xét, làm rõ hành vi, dừng xe rồi tiếp tục di chuyển, khiến cho bánh sau xe chèn lên nạn nhân để xác định tài xế xe tải có cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân hay không để xử lý về tội danh quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Cường chỉ ra một thực trạng diễn ra thời gian qua khi có một số trường hợp người lái xe nhận thức sai lầm là nếu gây ra tai nạn giao thông mà nạn nhân thương tích phải điều trị dài ngày, mức bồi thường lớn hơn là trường hợp nạn nhân tử vong. Do đó, khi gây ra tai nạn giao thông, họ sẽ cố tình cho xe tiếp tục di chuyển, đè qua, khiến cho nạn nhân tử vong để hy vọng sẽ bồi thường ít hơn. Tuy nhiên, những người này không hiểu rằng nếu vô ý gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, mức hình phạt không quá 15 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Còn nếu cố ý dùng phương tiện giao thông để đâm vào người khác dẫn đến tử vong, có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến tử hình. Bởi vậy, ngoài việc làm rõ tình tiết của các vụ tai nạn giao thông, xác định hậu quả là do lỗi cố ý hay là vô ý gây ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần phải làm rõ nguyên nhân sự việc để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Các cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Tài xế trong vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai đã bị tạm giữ để điều tra. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xác minh hành vi của người này có phải là cố tình tước đoạt mạng sống của nạn nhân hay không. Liệu vụ việc sẽ có những diễn biến mới nào? Tất cả tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.